Trong khuôn khổ triển lãm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, kết hợp lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, cơ sở Hòa Lạc, chiều 29 tháng 10 đã diễn ra hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn Việt Nam với chủ đề Việt Nam điểm đến triển vọng cho công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Một số sở, ban ngành của tỉnh Thái Nguyên cũng tham dự hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận về xu hướng chuyển dịch bán dẫn thế giới và cơ hội cho Việt Nam, những thách thức mà nước ta cần phải vượt qua như nhu cầu về nhân lực chất lượng cao. Nhiều chuyên gia khẳng định Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy lĩnh vực này với quyết tâm của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước. Hiện Việt Nam đã thu hút được những tập đoàn hàng đầu về bán dẫn của thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tạo dựng hệ sinh thái bán dẫn phát triển mạnh thời gian tới. Tại Thái Nguyên, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình đây là khu tập trung các hoạt động nghiên cứu phát triển đào tạo dịch vụ công nghệ thông tin và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn các nhà tập đoàn công nghệ cao trong khuôn khổ hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn đã ra mắt mạng lưới đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn việt nam mạng lưới đi vào hoạt động sẽ từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn việt nam đưa việt nam trở thành đối tác tin cậy trong hệ sinh thái bán dẫn khu vực và thế giới nâng cao vị thế của việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu